Gaviscon tạo lớp gel trong vòng 4 giờ, ngăn không cho axit trào ngược, làm giảm kéo dài chứng ở nóng. Gaviscon làm giảm chứng ở nóng. Không dùng Gaviscon cho người quá mất cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.